từ nhiều tỉnh thành phố. Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, qua truy vết nhanh, cơ quan chức năng đã phát hiện 103 người là F1 và 483 người là F2 liên quan đến bệnh nhân COVID-19 mang số 2998. Trong sáng ngày 6 tháng 5 năm 2021, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh Lào Cai đã điều 2 xe phun khử khuẩn toàn bộ khu vực trung tâm thị xã và các địa điểm nơi bệnh nhân 2998 đã đến. Dự báo trong những ngày tới, số lượng F1, F2 sẽ còn tăng lên khi bệnh nhân 2998 đã đến 13 địa điểm khác nhau. Thứ nhất là truy vết thần tốc, và thứ hai là lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, ưu tiên là những cái người mà làm trực tiếp mà những cái nơi mà cô công dân này có đi qua. Thế và lịch sử di chuyển của cái công dân này là khá phức tạp, đến nhiều điểm trên địa bàn thị xã Sapa, đặc biệt là khu vực trung tâm. Thế và thị xã đã chỉ đạo là tất cả những cái nơi mà công dân này lưu trú hoặc là đi qua, hoặc là uống cà phê hoặc là ăn sáng, thì tất cả những khu vực đó, những cái điểm đó sẽ dừng hoạt động, đóng cửa dừng hoạt động. Thế và truy vết nhanh những cái trường hợp F1 để đưa lấy mẫu và cách ly tập trung, tiếp tục cách truy vết những cái F2 để quản lý lấy mẫu xét nghiệm. Thế và thứ nữa là chúng tôi sẽ thực hiện thông báo cho người dân Sapa trong thời điểm này hạn chế đi lại, đặc biệt là di chuyển đến khu vực trung tâm thị xã. Thế và thông báo với tất cả những người có liên quan đến những cái điểm mà cô công dân này đi qua, thì sẽ khai báo với cơ quan y tế để thực hiện các cái biện pháp liên quan đến phòng chống dịch. Sở Y tế tỉnh Lào Cai yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thị xã Sapa phải chuẩn bị mọi điều kiện để sẵn sàng ứng phó với các tình huống diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Đến nay, thị xã Sapa đã trưng dụng khách sạn Pao Sapa Leisure, tầng 9 và tầng 10 tòa nhà Sun Home, trung tâm điều dưỡng người có công Sapa, làm điểm cách ly tập trung các trường hợp F1, F2. Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Ủy ban nhân thị xã, thì Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID của phường Cầu Mây đã kích hoạt toàn bộ các cái hệ thống để triển khai các biện pháp phòng chống dịch, từ Ban Chỉ đạo đến tổ phản ứng nhanh và các tổ triển khai phòng chống dịch của tổ dân phố. Thì hiện nay thì tại khách sạn đây, thì chúng tôi đã trao đổi với quản lý của khách sạn tạm dừng mọi hoạt động của khách sạn và không di chuyển đội bước xuất ngoại bất nhập. Thế và hiện nay thì đang truy vết các F liên quan, đặc biệt là đối với toàn bộ nhân viên của khách sạn có tiếp xúc gần với lại bệnh nhân F0, thì hiện nay đang sàng lọc các danh sách F1 và đang triển khai lấy mẫu cũng như phun khử khuẩn, triển khai toàn bộ các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Đến chiều ngày 6 tháng 5, qua 265 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả lần 1 âm tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân 2998, 32 tuổi, thường trú tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, bay cùng chuyến bay VN-160, có 3 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 2 chuyên gia Trung Quốc. Bệnh nhân ngồi gần 2 chuyên gia Trung Quốc trên chuyến bay VN-160 từ Đà Nẵng đến Hà Nội ngày 29 tháng 4, sau đó đã di chuyển lên Lào Cai du lịch từ ngày 30 tháng 4 đến 2 tháng 5.